Huấn luyện viên Philippe Chaussier đề xuất VFF sắp xếp chuyến bay buổi tối cho đội tuyển Việt Nam để tận dụng quỹ thời gian cho hoạt động chuyên môn. Điều này giúp cầu thủ có thêm buổi tập khi đặt chân tới Đại Liên, Trung Quốc. Toàn đội đội tuyển đã di chuyển từ sân bay Nội Bài lúc 2 giờ 20 ngày 8 tháng 10 và đặt chân tới sân bay Phố Đông Thượng Hải, sau đó làm thủ tục nhập cảnh và chuyển bay nội địa đến Đại Liên. Lãnh đội Đoàn Anh Tuấn đã sang trước để thực hiện công tác tiền trạm, do đó toàn đội không mất thời gian cho thủ tục đặt phòng khách sạn. Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã phổ biến chương trình hoạt động và nhắc nhở các cầu thủ nghỉ ngơi trước buổi tập đầu tiên tại Đại Liên diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày. Trước khi sang Trung Quốc, huấn luyện viên Philippe Chaussier rút gọn danh sách tuyển Việt Nam còn 28 cầu thủ. 6 cầu thủ bị loại, trong đó có 4 gương mặt trẻ lứa U23 là Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phú và Nguyễn Văn Tuân. Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho màn so tài với đội chủ nhà Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10.